theo thì chúng ta sẽ học môn thống kỳ sơ và học phần chương tiếp theo là phần phân tích phương xa. Hôm sau lại vẫn chương 6 thôi. Phân tích phương xa. Ô, đừng có ghi hình mà gửi cho mẹ nhé. Nhớ mẹ thích thầy chết. Chúng ta sang phần phân tích phương xa. Thì trong các chương trước chúng ta đã lần lượt tìm hiểu về phương pháp kiểm định trung bình tổng thể, rồi một tổng thể, rồi hai tổng thể. Thì trong những điều kiện khác nhau thống kê được sử dụng là khác nhau. Thì trong chương này chúng ta sẽ sử dụng cái việc tìm hiểu cái sự ảnh hưởng của một nhân tố đến một biến định lượng. Nó dẫn dắt thì nó cũng hơi sâu xa một chút, nhưng mà đôm nay là như thế này. Tức là vừa giờ trước và giờ trước nữa là chúng ta đi kiểm định trung bình một tổng thể hay là hai tổng thể. Nhưng bây giờ số lượng tổng thể nó từ 3 trở lên. Nếu như chúng ta muốn so sánh trung bình mà chúng ta theo cái quy tắc ở trên cái giờ trước, chúng ta phải ghép từng cặp một. Nếu như có ba cái thôi thì chúng ta sẽ đã có phải ba cặp C23. Bây giờ có 10 cái là C210. Nó hơi bị nhiều. Xét xong là cả làng về ngủ mất rồi. Thế thì chúng ta phải nghĩ là một cái phương pháp nào đó. Chúng ta xét một phát xong cả loài cho nó luôn. Đó là cái phương pháp phân tích phương sai. Nhưng mà có nhiều người nghe tên là phương pháp phân tích phương sai lại cứ nghĩ rằng là mục đích của nó là sử dụng để phân tích phương sai, là so sánh phương sai với nhau, nhưng không phải. Nó so sánh trung bình. Vậy tại sao nó lại có tên là phương pháp phân tích phương sai? Ở trong này thì nó đúng là nó dùng đến phương sai thật, nó dùng đến phân tích dùng đến phương sai thật. Nó sai khác với trung bình, sai khác với bình phương trung bình. Sai ở đây là sai khác, phương đây là bình phương ấy. Cho nên là nó gọi như vậy chứ không phải là dùng để so sánh phương sai, mà là có dùng đến phương sai để phân tích so sánh đấy. Tất nhiên là khi sử dụng này thì nó phải có điều kiện. Điều kiện là gì? Và nếu như vi phạm điều kiện thì chúng ta lại không được sử dụng phương pháp phân tích phương sai mà phải dùng kiểm định phi tham số. Chúng ta sử dụng ở trung vị, so sánh trung vị thì cái này không xét trong chương trình của chúng ta. Sau này chúng ta sẽ học nâng cao thêm, chúng ta tìm hiểu thêm ở trên mạng dùng cái kiểm định phi tham số bằng phần mềm FPS cũng dễ thôi, làm nó tương tự mà. Phân tích phương sai một yếu tố. Một vấn đề đặt ra đây là k tổng thể chúng ta có chuẩn có phương sai bằng nhau, trung bình lần lượt là mi một, mi hai đến mi k. Ta cần so sánh trung bình. Lấy ví dụ tại sao là chúng ta khi nào ta dùng này nhé. Ví dụ như chúng ta cần phải so sánh chiều cao trung bình của người thanh niên, người dân ở ba miền Bắc Trung Nam. Đấy, thế là ba ba bộ, ba tổng thể Bắc Trung Nam so sánh trung bình. Nghĩa về thì nếu như chúng ta sử dụng như cái trước thì ta sẽ xét miền Bắc và miền Trung, miền Bắc và miền Nam, rồi miền Trung và miền Nam, ba cặp ba 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 cái bộ chống chuyện. Thế nhưng mà chúng ta dùng cái phương pháp này mà tất nhiên là nó phải có điều kiện thì chúng ta một phát là xong luôn cả ba đấy. Cái lợi thế của phương pháp này thì chúng ta sẽ thiết lập được H0 là mi một bằng mi hai bằng mi k và H1 là tồn tại y gì y khác gì sao cho mi khác mi gì. Y di chạy từ 1 đến k, có thể bỏ cái điều kiện là mu khác y dẫn cũng được, bởi vì nếu mà y mà bằng di thì mu y là nó đương nhiên là nó bằng mu di rồi. Trở lại cái chỗ này có thể quên, nhưng mà tuyệt đối không được ghi như sau. Thế nào mà làm bài kiểm tra mà trắc nghiệm kiểu gì giáo viên cũng cài một cái bẫy H0 là mu1 bằng mu2 bằng mu3, H1 thì phải là mu1 khác V2 hoặc V1 nó ít thì mình ghi được như này khác V3 hoặc V2 khác V3, chứ tuyệt đối không được ghi thế này. Nghiêm cấm không bao giờ được ghi thế này. Và nếu mà thi mà có trắc nghiệm kiểu gì nó có một phương án nó đánh lên bẫy như thế này, các bạn khoanh là các bạn là đúng ngay, đây là nghiêm cấm. Và có bài đó là V1 bằng V2 nó lại khác V3, chúng ta sẽ thấy có bài mi một bằng mi hai nhưng lại khác mi ba. Thế là có phải là như cái này nó vả cái này không, mi một bằng mi hai nhưng lại khác mi ba là cái này sai này. Cho nên nghiêm cấm ghi cái này, hoặc là ghi là tồn tại y di thuộc vào cái tập. Trong đây là có ba cái
1, 2, 3 sao cho VE khác VG. VE khác VG. Tức là chỉ được phép viết trên này hoặc dưới này, chứ không được ghi cái này. Ghi này là sai. Để chúng ta lưu ý. Trong sách giáo khoa có đưa ra một ví dụ cho chúng ta làm, nhưng mà ví dụ này lại chính ví dụ này lại vi phạm điều kiện. Các điều kiện để tiến hành kiểm định giả định: một là các tổng thể tuân theo một đối chuẩn, hai là các phương sai tổng thể phải bằng nhau, và thứ ba là các mẫu chọn ra phải độc lập với nhau. Trong sách giáo khoa có đưa ra một ví dụ và từ đó chúng ta thiết lập được cái bảng này, được gọi là bảng phân tích phương sai. Nếu là kiểm tra tự luận thì giáo viên có thể yêu cầu là chúng ta là hoàn thành bảng phân tích phương sai nhá. Là các em phải biết, và ở đây thì giáo giải thích nhanh một số từ. Ở đây là chữ F, một hai chữ S ấy. Một chữ S thì là từ sum, một từ S là square, sum square tức là tổng bình phương. Và chữ G thì là group. Group ở đây nghĩa bình thường nó là tập đoàn, nhưng mà trong toán thì nó là nhóm thôi, chả là cái gì cả. Thì cái vi kép thì là giới từ, liên từ. Chốc các em sử dụng phần mềm chúng ta sẽ. Thế còn SST chắc chắn ta đã đoán được SST là gì rồi. Số thứ tự mới sợ chứ. Chữ S đầu tiên là chữ sum, chữ S thứ hai là square, và chữ T thứ ba là total, tức là tổng. Thầy không biết phát âm của nó là gì, nó viết thế này. Không phải như này, hình như nó gần giống như này. Đấy, tí nó là cái chữ này, đúng rồi. Chậm lên ta sẽ nhìn thấy bây tiếp tục nhé. Cái chữ MSG thì là nó viết tắt của chữ ba chữ. Một là chữ M là viết tắt của chữ mean, tức là trung bình. Thứ hai là square, chữ ba là group, tức là trung bình, bình phương của nó. Tiếp là MSV thì chúng ta ghép chữ V nó giống này. Cái chữ F thì nó là tỷ số thôi, tỷ số F của cái hai đấy là tên là F. Nó dùng phân phối Pisa cho nên là nó ký hiệu chữ F. Cái ví dụ này nó vi phạm điều kiện là trong cái một cái, ít nhất mỗi một cái cột này nó phải có ít nhất 5 phần tử, nhưng mà đây lại chỉ có 4 phần tử, cho nên tính đáp số ở đây nó không đúng. Thì thầy sẽ lấy một ví dụ khác để thay thế. Thầy lấy ví dụ khác để thay thế. Cái tệp của cái file này đã được cung cấp ở trên cái nhóm hội cựu sinh sinh viên thầy Nhâm Ngọc Tần, các em có thể xem vào đấy, đặt vấn đề rất rõ ràng. U đâu mà thu thiệt thế, thế nó ở chỗ nào, em vào công nguồn đấy để nó kiểm tra lại. Ở đây cái file này trên đó có rồi, các bước tiến hành vân vân, quy trình. Đây, thầy lấy một ví dụ khác. Cái dữ liệu cho chúng ta là dưới dạng bảng, chữ nó hơi nhỏ tí cô ạ. Dữ liệu cho dưới dạng bảng như này, tức nó thành hoặc là thành ba cột riêng biệt. Dữ liệu cho dưới dạng bảng hoặc là một file nhưng mà nó ba cột riêng biệt, các em phải nhập vào thành một cột, phải nhập thành một cột. Nhập như thế nào? Đây là làm thủ công nhé. Đấy, H0, H1 gọi là các thứ. Nhập dữ liệu sử dụng SPSS để nhập dữ liệu. Còn nếu đề bài cho file sẵn thì càng tốt. Nhưng mà kiểu gì cũng phải do cho vào một cột. Cột thì sao? Tất nhiên ở đây thầy giáo đã nhập sẵn file đấy rồi. Bây giờ ngồi nhập cũng được nhưng nó sẽ mất thời gian. Số km. Đây rồi. Ở đây chúng ta phân biệt bằng hai cái, một là số km và thứ hai là hãng xe. Bài toán nó xuất xứ như này, xuất xứ là
chúng ta muốn mục đích của cái bài này là chúng ta muốn xem là cái hãng xe nào tiêu thụ xăng nhiều hơn. Thế thì sẽ làm thế nào để biết là tiêu thụ xăng nhiều hơn hay ít hơn thì chúng ta sẽ như này, chúng ta sẽ cho cùng một lượng xăng. Anh nào đi được nhiều km hơn thì có nghĩa là anh đó sẽ tiêu thụ xăng. Thế nào? Sao lại đi nhiều km hơn lại ít xăng, lại nhiều xăng hơn? Cùng một lượng xăng như nhau, anh nào đi được số km nhiều hơn thì sẽ tiêu thụ xăng ít hơn, đúng không? Sao không đúng à? Hay là đại gia rồi đi mua xăng không cần quan tâm đến giá thế nào? Xe máy thì không cũng, cũng bây giờ cũng đã khủng khiếp đúng không? Bây giờ cứ đi cứ phải 90.000, 100.000, trước kia chỉ 50.000 đi Mercedes, bây giờ 100.000. Cái đấy cũng bình thường. Đang nói chuyện nói là đấy, cái mục đích của bài này nó là như thế, tức là ba cái hãng xe chúng ta so sánh xem là anh nào tiêu thụ xăng nhiều hơn. Xe máy còn ít thì đi ô tô là hơi bị nhiều à. Vào mua xăng mỗi lần gần và đôi triệu, đi thì sướng nhưng mà đến lúc bỏ tiền túi bỏ ra thì xăng bắt đầu méo hết cả mặt. Bà con ở vùng nông thôn đua nhau mua xe ô tô để đấy cả gì cả, tiền ra nhiều nhưng mà mua về chả giải quyết gì cả, giải quyết không ai tí, coi như là cứ lăn bánh là phải đã mất mấy chục triệu rồi đúng không? Xe mới lăn bánh là mất một số tiền lớn thì phải chấp nhận thôi, được cái này phải học cái kia. Đang nói chuyện tiếp như này, thế thì cái hãng xe đầu tiên là chúng ta có 7 xe, số km đi thế này, đây hãng xe số 1, hãng xe số 2 có 7 xe đi được cái này, hãng xe số 3 nhỉ. Từ đây chúng ta thiết lập được cái giả thuyết không là V1 bằng V2 bằng V3, tức là số km trung bình của ba hãng xe là như nhau. Còn H1 là nguyên đấy, tồn tại IC sao cho V khác VC ấy. Không được biết là V1 khác V2 khác V3 đâu đấy đâu. Được chưa? Thế sau khi em nhập xong này, cái nhập này có hiểu chưa ạ? Nếu tình huống mà đề bài mà nó cho file mà ba cái thành ba cột khác nhau thì em cũng copy paste dán bôi vào. Có hiểu không? Copy paste là thế nào? Copy paste là copy paste. Ví dụ nó ba cột riêng biệt nhé. Nó ba cột riêng biệt như này. Cột A, cột B, cột C như này, dài ngắn khác nhau kệ nó quan tâm, thì mình phải dán nó vào. Đây là của cột A, hết cái dữ liệu này mình đặt ở đây là một 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 một, một của toàn bộ cột A, được chưa? Sau đó dán vào con B toàn bộ hai, mình dùng chưa? Mình dùng chưa? Phải nói thế mới có định thì không biết làm nào. Nếu nó trong cùng một cột mà nó phân biệt biệt dạch này này rồi thì thôi xong, không phải làm gì cả, rất dễ. Còn nếu như nó cố tình cho ba cột này thì em phải đưa về một cột với quy trình thì nó vừa dẫn, sau đó làm đúng cái gì nó làm bây giờ làm này dễ cực, vẫn là so sánh trung bình. Cho nên là chúng ta sẽ vào analyze này, còn PMI đâu rồi, quá hết cả mắt, hát xong bài quá hết cả mắt. Đây chúng ta cứ nhớ ANOVA có nghĩa là phân tích phương xa, chữ A đầu tiên nó là chữ analyze tức là phân tích, chữ thứ hai là không rõ, chữ va cuối cùng ấy nó là variance, nó phương xa. Còn cái chữ O này như là ốc cái gì đấy, nói tóm lại là nó viết tắt của chữ phân tích phương xa. Dây xem tiếng Việt đấy, nhớ ANOVA là phân tích phương xa. Rồi lại thì cái biến chính của chúng ta là dependent list là cái biến chính chúng ta sẽ đẩy vào đây, và cái biến phân loại thì chúng ta sẽ cho xuống đây. Đến đây được chưa? Sau đó chúng ta nhấn vào cái nút post và chúng ta muốn phân tích sâu thì chúng ta nhấn vào cái nút đó và ấn vào cái nút tool key ấy. Tool key nhìn đi chỗ nào chưa? Đây rồi, continue. Ok, túi giời ơi, nó sẽ ra cho chúng ta ở đây là ba cái bảng, thầy giáo sẽ đọc từng bảng một, và trong khi đi thi chúng ta sẽ phải xử lý hai bảng, một bảng là phân tích phân sai và một bảng là phân tích sâu. Chỉ khi nào chúng ta bắt bỏ không chúng ta mới nhìn sang phân tích sâu. Đây
một cái trên vậy mình biết nhầm à, đúng không? Viết thừa chữ H đây đây, đôi khi có vấn đề có lúc về mặt mình đần thối ra mà thầy giáo nói rồi, có những vấn đề đơn giản thầy giáo dạy đi dạy lại rồi nhưng đi thi vẫn không làm được, mà tâm lý thi không được tốt, giáo viên dạy rồi cứ mình làm đi làm lại vẫn không hiểu. Đây chính là bảng phân tích câu sai. Đây bây giờ chị là biết cái chữ V kép lấy từ đâu rồi chị? Đấy, để chúng ta phải hoàn thiện cái bảng phân tích câu sai bằng tiếng Việt về về trở lại cái nguồn biến thiên này, đấy sum of square này, trung bình à, tổng bình phương này, tổng bình phương này. Đây là DF tức là nó viết tắt của từ freedom tức là bậc tự do, bậc tự do. Đây là mean square tức là trung bình bình phương, được chưa? Thế là điền vào thôi. Các em phải biến nó thành tiếng Việt giống cái bảng lúc đầu á. Trung bình bình phương à đâu là tổng các bình phương này, bậc tự do này, trung bình bình phương này, tỷ số F này, P giá trị là cái cột cuối cùng. À, đây là SSG. SSG sẽ trên tiếng Việt là cái gì phải nhớ đấy nhá, không lúc người ta hỏi là người ta cho sẵn cái bảng người ta hỏi là bình phương trung bình cái gì gì đấy mà bằng bao nhiêu không biết, không được, nó có bảng có sẵn đâu mà không đọc được, không được. SSG trong bài này bao nhiêu nhỉ? 21,670 được chưa? Bậc tự do đây là k trừ đi một, ba nhóm trừ đi một thành hai. Đây là SSV kép đấy, cái chữ V kép ở đây này đấy thì là bằng 12,268, dưới cùng là SST này là tổng hai thằng này cộng với nhau này, được chưa? Nó cộng sẵn, nó bình may lắm, nó cộng sẵn. Thế còn đây, đây là n trừ đi k, n trừ đi k bằng 17, 20 trừ đi 3, 3 nhóm ở dưới chính là n trừ đi 1, 20 chiếc xe thành 19 trừ đi 1, 19. Đây là MSG chính là bằng lấy cái này này chia cho cái này này. Đấy. SSG chia cho k trừ 1. Cái này máy tính tính rồi nhưng mình phải biết công thức để nhớ người ta hỏi tính nhau. Ở dưới thì là MSV kép bằng SSV kép chia cho gì đâu biết. Chia cho gì lại Ngọc Diệp? Chia cho cái gì? À, n trừ k đúng rồi. Thế cái này cộng lại bao nhiêu? Cộng lại bao nhiêu? Cộng lại bao nhiêu? Không cộng các của. Đấy ta chỉ hỏi thôi. Không cộng, chỉ có cột 2 và cột 3 cộng thôi. Đấy thì ta thử tí cho nó vui. Cái cột này không cộng nha. Tiếp tục, tỷ số F. Tỷ số F này chính là cái này này, chia cho cái này này. Đấy, các em phải thuộc công thức. Ô, cái này không biết mà vào nó không được đúng không? À, là MSG chia cho MSV kép. Bởi vì sau này người ta có thể hỏi là MSG bằng bao nhiêu, tức là từ một cái bảng người ta hỏi. Tự luận thì không nói gì, trắc nghiệm người ta hỏi, mình phải biết các đại lượng để mình chìm cho nó chọn. Máy nó tính rồi nhưng mình vẫn phải viết công thức để nhớ người ta hỏi công thức. Và P giá trị là cái cuối cùng đấy nhé. Đấy. Thế là hướng dẫn đọc hết rồi. Cái P giá trị của nó như thế này, trong trường hợp nó toàn số 0 này thì chúng ta sẽ biết là khi mà đề bài mà chúng ta giải ra chẳng may một cái P giá trị mà nó toàn số 0 thì ta biết thế nào. Khi mà P giá trị nó ra toàn số 0 viết thế nào? Nguyễn Phương Linh. Linh cho Phương Linh rồi. Ai à, đúng không? Hai bố, hai đồng chí này, bố ngày xưa có đi bộ đội cùng nhau đâu. Nguyễn Phương Linh 44035. Ừ.
nếu mà p giá trị chẳng may mà nó như thế này thì mình sẽ kết luận như nào? Mình sẽ nói rằng là p giá trị nhỏ hơn hay số 0 cuối cùng bằng số 1 như thế nào? Có nghĩa là thế nào? P giá trị nhỏ hơn 0, thay số 0 cuối cùng bằng số 1. P giá trị nhỏ hơn 0,001. Tại sao lại như vậy? Thì kể cả cái số này là số 9 thì nó vẫn nhỏ hơn 0,001 mà. Ví dụ như kể cả cái chữ cuối cùng như là số 9 nó vẫn nhỏ hơn. Cho nên là biết cái gì? Đúng rồi. Hoặc là nói là xấp xỉ bằng 0. Nhưng mà nói cái nhỏ hơn này hơn, cái sách nó nói như thế này. Như vậy là nó nhỏ hơn mức ý nghĩa. Kết luận thế nào đây? Đúng rồi, ta bác bỏ H0 chấp nhận H1. Chỉ khi nào bác bỏ H0 chấp nhận H1 mới sang phân tích sâu. Có nghĩa là chỉ khi nào bác bỏ H0 chấp nhận H1 chúng ta mới đi mạng tiếp theo. Không nghe kỹ không nào làm. Có năm thầy giáo ra đề thì nó cũng không nhầm trước. Một đề chặn thì là bác bỏ H0, một đề lẻ để chấp nhận H0. Chấp nhận H0 chúng nó cứ xuống dưới là phân tích. Thầy đã dặn như thế là chỉ khi nào bác bỏ H0 chúng ta mới phân tích sâu. Nó đã bằng nhau rồi còn phân tích cái gì nữa? Phân tích sâu ấy, tức là cái con nào lớn con nào. Biết nó bằng nhau rồi phân tích gì nữa? Vẫn chưa hiểu ý em. Tức là tất cả bằng nhau rồi phân tích gì nữa? Chỉ khi nào bác bỏ H0 mới xuống bảng phân tích sâu. Rồi, giỏi lắm. Học hành vất vả, kết quả ngọt ngào, chết giả. Trong cái tài liệu này còn đưa ra phương pháp mà dùng có ghi hết tất cả luôn. Nhưng mà cái cột 3 và cột 2 nó phải đảo lộn với nhau theo thứ tự trong máy tính. Bây giờ mình có tiếp. Thực ra cái con này nếu mà kích chuột vào ấy, nó là 0,000174. Con số này chính xác hơn đấy, nhưng mà nhiều giáo viên không biết là nào biết đâu. Cái này là thầy lắm mưu nhiều mẹo thì dạy các em biết như thế thôi, chứ còn nhiều giáo viên không biết tại sao là con này đâu. Các em ghi vào có khi lại bị thiệt. Cứ ghi là nhỏ hơn 0,001. Đến đây thì chúng ta phải đành phân tích sâu vì chúng ta bác bỏ H0. Thế phân tích sâu thì làm thế nào? Ta nhìn nhá. Cái chỗ này phải hết sức kiên trì và cố gắng nghe. Phân tích sâu 10 người 8 người không hiểu gì, nhưng mà mình sẽ là một trong hai người còn lại, chứ đừng có vấn đâu. 10 người 9 người hiểu nhưng mình là người thứ 10 là chết rồi đấy. Đây nhìn gì không? Phân tích sâu để ý là không hiểu đâu. Khi nào mình dùng cái này nhỉ, lại quên bác bỏ cái gì. Khi nào bác bỏ không mới được sang con này. À, cái con này nó sẽ tách ra. Chúng ta có ba cặp mà, chúng ta có ba cặp thì chúng ta sẽ xét từ đôi một. Đây ví dụ một đi với hai chẳng hạn. Đây H0 11 bằng V2, H1 V1 các V2. Để có được kết quả của cái này, xin mời các đồng chí nhìn vào cột số 5. Nó ghi chữ sai G đấy. Đây này. Đấy. Tương ứng. Nào, P giá trị của nó bao nhiêu? 88 đâu? Ngay 12 thì nó ở đây chứ. Vừa nói mẹo rồi. Nhỏ hơn 0,001, nhỏ hơn mức ý nghĩa là 0,005. Do đó chúng ta bác bỏ H0 chấp nhận H1. Ta bác bỏ H0. Không nghe kỹ luôn là bài kiểm tra phần này đa phần là không hiểu gì đâu, trừ những đứa nó học lớp thầy dạy. Ta bác bỏ H0 chấp nhận H1. Chấp nhận H1 có nghĩa là V1 khác V2. Khác như thế nào? Khi nào chúng ta bác bỏ H0 chấp nhận H1, chúng ta mới nhìn sang cột số 3.
nó có ghi ở tên trong bảng là mean difference, tức là trung bình của cái hiệu, cái sự khác biệt. Chỉ khi nào bác bỏ H0 chấp nhận H1 ở trong cái giả thuyết bài toán, ba bài toán so sánh phụ này, nhìn vào đấy, đọc đây bằng bao nhiêu, viết tắt là min dip là bằng bao nhiêu kìa, thì 2.3 là âm hay dương, âm thì là 11 như nào so với 12. Đúng rồi, giỏi quá. Đồng chí nào đấy nhận xét thấy đúng đấy, bản thân nó khác nhau rồi nhé. Mình bắt đầu mới nhìn là cột min dip này, nhìn là cột min dip không nghe kỹ như vịt nghe sống. Đằng nào đã học môn này có nó đã bảo ví môn này giống như người yêu cũ, nhất khoát là vượt qua. Hôm qua không được, hôm qua thi lại phải thi lại. Thì sợ. Khi mà chúng ta bác bỏ không chấp nhận H1, chúng ta phải nhìn vào cái cột min dip, như vậy là mặt khác. Ở cái cột min dip, cái tắt họ được, hai chữ F này, là chúng ta thấy được là trừ 2.3, đúng không? Là âm nhé, âm tức là nó âm nhé, cho nên là 11 nó sẽ nhỏ hơn 12. Nhớ phải theo thứ tự để bài viết cộng gì trước thì sao, như vậy chúng ta sẽ có được là 11 nhỏ hơn 12. Chúng ta suy ra 11 nhỏ 12, thấy rồi chưa? Thầy đã làm mẫu xong một trường hợp là 11 bằng 12 và 11 khác 12. Bây giờ ta thừa tháng sau lên ta làm gì tiếp? Gọi từ một người lên bảng đi, làm sai thì thôi không sợ đâu, không cấm thi đâu mà sợ. Đây rồi, người mang ba họ Dương Mai Lê. Sao đây em chó ngạc con gặp ở trong phòng y tế à, lên bảng đi biết sai thôi. Ôi tương tiên lên chứ, sau này về nhà chồng thì phải mạnh dạn nói đi mời nước mọi người, bây giờ lên một tí là sai thì thôi. Cô chó thật à? Ờ chó thật, mời bạn khác. Từ bạn tên trên xã đâu rồi, Nguyễn Minh Anh. Lên nói đi, sai thì thôi, Minh Anh đâu, lên đi em. Sai thì thôi, cứ thoải mái đi, em phải tập đứng trước đám đông nhiều nó quen. Mạnh dạn đấy. Thầy ngày xưa cái hồi mới bắt đầu đứng trước đám đông hát thì cái giọng của thầy có lúc nó rất là khỏe. Em biết khỏe là như nào không? Cái âm ly nó tự động ngắt luôn. Thế là con thành mình đứt. Thế là cứ bảo là mình không biết hát. Thế về sau rút kinh nghiệm là bạn cái mic nó bé xuống ấy, thì nó không bị ngắt nữa. Cái âm ly đời xưa bây giờ nó xịn rồi, nói âm ly đời xưa mình lên cao bút lên là nó bụp ngắt luôn. Lên đi không? Hả? Bài cao bút đấy, cấm thi là cao bút thế đi không? Tương tự mà. Ờ đúng rồi, không đang bảo bạn đấy mà, đúng rồi. Lại quên rồi, gì nhỉ? Lên đi em, Nguyễn Minh Anh. Trời ơi. Không lên à? Không lên hôm nay bắn nhá. À bắn rồi nhá, rồi nhận xí. Không lên không? Làm sai thôi mà sợ gì không? Bài cấm thi đâu mà sợ, giờ lý thuyết ít khi cấm trừ khi nghỉ quá số bộ. Hoặc là hỗn hào giáo viên thì người ta mới cấm thi bình thường, nhưng giờ lý thuyết mấy khi. Hoặc là nghỉ quá số bộ. Hoặc là xúc phạm danh dự nhân phẩm của giáo viên thì người ta mới cấm thi. Giờ lý thuyết hay người ta cấm thi. Nhập chân cao lên tí làm gì mà thất thểu thế. Người tươi đi không? Từ từ thì nó hết giờ. Nội dung là đầy mình. Nào, hát không là gì nào? Cứ tương tự thế em biết là tại sao rồi. Hát không, hai chấm.
Bây giờ em so sánh gì rồi? Cái màu đỏ này nó xong rồi. Dưới cái con số 2 ấy là con số mấy? Dưới số 2 là con số mấy? Con số 3, vậy ta so sánh 3 với mấy? Cần thông minh một tí. Đoán là 3 với mấy không? Chưa hình dung ra đúng không? Đấy, đứng trước thầy giáo bao giờ chả bị dễ bị quên đấy nhé. Thầy vừa so sánh 1 với 2 này. Đấy. Bây giờ dưới con 2 là con 3 này. Em đoán xem bây giờ ta so sánh cái gì? À, 1 với 3. Viết vào H0 là V1. Viết cao lên không đủ chỗ đâu. Viết cao lên đi nữa. Để tí bạn, một bạn nữa bạn viết cái cuối cùng. H0, 2 chấm. Đấy, cổ này không được luyện. Không lên bảng sao viết sai được. H0, 2 chấm, rồi V1 bằng V3. V1 bằng V3. Đấy luôn. Sao chữ nhỏ thế, viết to thế? Này, chữ mà viết nhỏ này người ta bảo em là người keo kiệt đấy. Viết to ra một tí, nó phóng quang cái tí. Rồi, phải H1, 2 chấm. Gì nào? Nhìn bên này mà chế ra. Đầu tiên là mặt chiếc, dần dần nó sẽ quen. H1, 2 chấm, V1 như thế nào so với V3? Đúng rồi. Nào, bắt đầu nhìn là bên giá trị của mình nhé. Bên giá trị bao nhiêu rồi? Bên giá trị bao nhiêu rồi? À, bật nguyên lúc khoanh cái này không nhận xét. 0,001. Biết nào? P giá trị bằng 0,001. Bây giờ phải là bằng. P gạch ngang giá 0,001. Như thế nào so với mức ý nghĩa 0,005? Ghi vào nhỏ hơn. Mức ý nghĩa 0,005 phải ghi rõ chứ mức ý nghĩa. À, mà P giá trị mà nhỏ hơn mức ý nghĩa thì ta chấp nhận H0 hay bác bỏ H0? Đi vào. Biết chứ không phải không biết đâu, chẳng qua là lười thôi. Tất cả các bạn học thầy giáo chả có ai là tên là rốt đây cả, chỉ có tên là lười. Ta bác bỏ H0 thì phải chấp nhận H1. Tức là V1 khác V2. À quên. Tức là V1 khác. Tức là V1 khác V3. Đúng rồi, thì bây giờ nếu mà chúng ta bác bỏ H0 chấp nhận H1 thì chúng ta phải nhìn H1 gì? Con gì? Nhìn con gì? Thì chữ gì cũng được, không được. Thế thì ta nhìn vào cái cột đấy thì ta thấy nó bằng bao nhiêu đâu? 2,067 ạ. Cộng cái chữ nhỉ? Vâng. Chữ thì ghi vào mặt khác à, cột min dip. Tận được cái P, cái nó là bằng bao nhiêu? Thực ra cái đấy nó là cái nó kiểu là cái nhiêu cái gì ạ? Bằng bao nhiêu đâu? Trừ 2,10167 đúng rồi, ở ốc với xương trừ 2,10167 ốc với xương ốc thì làm sao, ốc thì cái đằng trước nhỏ hơn cái đằng sau, mà dương thì đằng trước lớn hơn đằng sau, bằng không thì còn lâu nó bằng không. Đừng nói với tôi chứ là chỉ có bây giờ đấy, đoán không thì làm sao nào? Suy ra V1 nhỏ V3 rồi, giỏi lắm. Cố gắng đặt sau viết chữ to được tí nhé. V1 nhỏ hơn V3 chấm hết câu. Rồi, cảm ơn. Em lên bảng làm tiếp như thứ 3. Tuổi tươi đi nào? Đấy, thấy không? Có phải là em không biết làm đâu. Chẳng qua là
Bây giờ cái câu đầu tiên cửa miệng của chúng ta là em không biết làm. Không được. Sau này mà người ta phân cho cái công việc, cái câu nào cũng không biết làm thì chết. Anh hưởng lương anh phải làm, phải mạnh dạn lên. Cái lĩnh vực này nó cũng mới, em chưa quen lắm thì cho em làm một chỗ nào mà em làm chưa được tốt thì giúp đỡ hướng dẫn em thì dần dần em sẽ quen. Nói thế. Đấy là gì đấy? Đấy là ho à? Đấy là ho à? Oh, hay lắm. V2 bằng V1. V2 bằng V1, V1 bằng V2 xét rồi. Cái cặp 2 và 1 đã xét rồi nhé. Thế giá trị bao nhiêu? Từ từ em chọn cho thầy cái dòng em đang xét là dòng nào. Ừ đúng rồi, đấy, nó ngang cái dòng ra, chính xác. Vậy giá trị bao nhiêu nào? Lớn hơn mức ý nghĩa 0.05, 0.05 mức ý nghĩa. Mức kia cái gì? Nó làm đúng như kia. Mình lý còn bao nhiêu? Hết. Sao biết? Thầy bảo rồi á. Chết rồi, lộ đẻ rồi. Khi nào chúng ta chấp nhận không là nghiêm cấm nhìn vào cột mình lý. Nhìn là phát là sẽ kết luận sai. Lớp mình nghe thông minh ấy. Mấy cái lớp trước là cứ nhìn vào cột đấy mà đọc ra dầm. Khi chấp nhận thất không là không nhìn vào cột vi đít nữa. Chỉ nào bác quả không mới nhìn. Thế bây giờ em chốt cuối cùng đi. Một là của thầy, hai là của bạn và ba là của em. Em kết luận như nào đây? Về mà V1, V2 và V3. Mọi người chốt hạ cuối cùng kết luận chỉ. Của em là V2 bằng V3, đúng không? Thầy thì là V1 nhỏ V2, của bạn là V1 nhỏ V3. Anh kết luận thế nào? V1, V2, V3 quan hệ thế nào? Kết luận. À. Hoặc là hoặc thế nào? Đây nó phải là đồng thời chứ, hoặc thế nào? Cả này mới kết quả cuối cùng. Không phải là hoặc, hoặc là sai. Như vậy từ đây chúng ta suy ra là V1 nhỏ hơn V2 bằng V3. Đấy. V1 nhỏ hơn V2 bằng V3. Đúng không? Sao nó không đúng nhỉ? Viết, viết đấy bằng V3 đó là xong. Viết cho bạn đấy viết gì đó. Cứ tứ thì nhìn lại sao có V1 nhỏ V3 không? V1 nhỏ hơn V2 bằng V3 thế đúng chưa? Ok. Sao cái đồ vậy? Tương tương thế, tương tương. V1 nhỏ V2 nhé. V2 bằng V3 thì trả suy ra V1 nhỏ V3 thì... Các bạn không hiểu không? Như vậy ấy, là chúng ta thấy được là cái xe hạng A ấy, là tiêu đi được số km ít nhất, xe B và xe C là đi như nhau số km trung bình. Điều đó chứng tỏ rằng là cái hãng xe A là tiêu thụ xăng tốt hơn, đúng chưa? Số km trung bình của anh ít hơn có nghĩa là anh tiêu thụ xăng tốt hơn,
Hay vậy. Như vậy là chúng ta đã phân tích sâu xong. Và dưới đây là đánh máy lại cho nó đẹp. Đúng chưa? Khi nào nó bằng nhau thì không đọc ở cột minip nữa. Cái này ở sau trên nhóm có rồi, nếu mà chúng ta vào đấy mà chúng ta không tìm thấy thì chúng ta cập phần để nó đi tìm thôi. Nó cũng nhiều, tại vì ngoài việc thống kê sơ bộ học còn một số môn khác nữa. Số km trung bình của cái hiệu xe A là ít nhất hai hiệu xe B và C đi được số km trung bình như nhau. Do đó xe hiệu A tiêu tốn một lượng xăng nhiều nhất trong ba loại xe, hai còn lại, hai hiệu xe còn lại tốn xăng như nhau. Bài toán giải quyết xong. Đấy là bài phân tích và phân tích tương sai và phân tích sâu ở phía dưới. Khi nào phân tích sâu thì bác bỏ A không với phân tích sâu. Phân tích sâu rồi mà nếu như chấp nhận là 11 và 12 rồi thì đừng đặt còn nguyên điểm là gì cả. Thế tôi mà đi thi thì vẫn đầy người mắc phải. Trên giả. Nếu mà dữ liệu nó cho ai thì còn tuyệt vời. Là một cái bài ví dụ như là phân bón. Làm không mất công nhận. Làm tương tự như trên thôi. Đấy. Như vậy là trong tài liệu cung cấp cho chúng ta một số bài tập tương tự. Các thầy vẫn như vậy là bài học hôm nay chúng ta đã hoàn thành cách xuất sắc. Chúng ta chỉ ở đây. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại tuần sau. Chào các em.